Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà việc đeo khẩu trang là yêu cầu cần thiết khi tiếp xúc với người khác, dù bạn ở nơi làm việc, trong khi bạn đang di chuyển hay khi bạn giao tiếp xã hội. Vì thế, mặc dù bạn không nhìn thấy chúng tôi đeo khẩu trang trong những bộ phim hoạt hình này, chúng tôi thật sự khuyên bạn nên sử dụng khẩu trang như một trong các biện pháp phòng ngừa COVID-19. Có gì nghiêm trọng hả mẹ? Con sẽ về ngay, mẹ đừng lo lắng nha. Có chuyện gì vậy hả anh Sơn? Mẹ anh vừa mới gọi, bà ấy không được khỏe. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ? Anh phải về quê ngay lập tức để xem mẹ thế nào. Chờ chút đã anh Sơn à. Đầu tiên chúng ta nên nghĩ xem cần phải làm gì để giúp mẹ. Đúng rồi đó em à. Anh hãy gọi điện thoại cho mẹ và hỏi mẹ đang cần gì. Tiền bạc, thuốc men, hay đang cần ai đó đưa mẹ đi khám bác sĩ. Hình như mẹ đang bị sốt. Chúng ta cần tìm bác sĩ đến khám cho bà. Em đồng ý. Anh sẽ thử bắt xe buýt để về quê, để anh giúp đỡ bà. Dù anh có đi ngay từ bây giờ cũng mất một khoảng thời gian nữa mới về tới nhà. Chúng ta thử tìm cách khác xem sao. Em nói rất đúng. Mình có thể nhờ người nào đó trong làng giúp mẹ có được không anh? Cô Hồng, hàng xóm, người mà đã từng giúp mẹ mình đó. Không phải cô ấy vẫn sống ở đó sao? Đúng là ý kiến rất hay. Anh nghĩ là anh có số điện thoại của cô ấy đó. Tốt quá. Anh hãy nhờ cô ấy trả các chi phí khám chữa bệnh cho mẹ, rồi mình sẽ chuyển trả lại cho cô ấy qua điện thoại di động. Anh đã nói chuyện với cô Hồng. Cô ấy nói đừng quá lo lắng. Cô ấy ước gì có thể giúp mình, nhưng bây giờ thì không được. Cô ấy sẽ gọi cho một người hàng xóm khác ở trong làng. Liên lạc với cô ấy thật sự giúp chúng ta giải quyết vấn đề này em ạ. Em rất vui khi nghe được điều đó. Anh có lấy được số điện thoại của người hàng xóm mới không? Anh có thể lên lịch gọi điện thoại thường xuyên cho mẹ và người đó, để đảm bảo có thể biết được bệnh tình của mẹ ra sao. Thật tuyệt làm sao khi em có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Anh đã thật sự rất lo lắng. Mẹ đã già và khá yếu, em biết rồi đó. Dạ, em đã phải đối mặt với tình huống tương tự nhiều năm về trước rồi anh à. Đó là trước khi chúng ta kết hôn. Nếu như chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, nhận diện được vấn đề, tìm kiếm những thông tin còn thiếu sót, xác định giải pháp và làm theo giải pháp đặt ra, thì có thể vấn đề sẽ được giải quyết. Giải quyết vấn đề, tránh phản ứng theo những cảm xúc ban đầu và phải giữ thật bình tĩnh. Xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề đang gặp phải. Xác định các rào cản hoặc các thông tin còn thiếu sót. Xác định các giải pháp khả thi và thảo luận chúng với người khác. Liên lạc với gia đình, bạn bè để được hỗ trợ và giúp đỡ. Cuối cùng là thực hiện các giải pháp.